Okay, everyone, now let's take a look at week 13 of homework for reading Great Migrations. Những phần màu hồng này là phần text chứa đáp án cho các câu hỏi của chúng ta nhé. Chúng ta cùng xem nào. Number 14 to 18, true, false, not given. Ở đây chúng ta sẽ có đáp án cho câu số 14. Là local goals này. Behave in the same way when offered food. Phần text này nó nằm ở đây. Là the Arctic tern này nhé. Will take no notice of the smelly herring, đó tức là the food offered from the boat. While local girls will dive. Như vậy thì, do they behave in the same way? No. Do đó đáp án của phần này sẽ là false. Okay, good. Câu số 15. The definitions of migration tend to vary according to the area of study. Chỗ này đây, biologists define it differently depending in part on what sorts of animals they are studying. Như vậy thì rõ ràng là vary nè, đó là depending on the field of study. Câu này là true. Câu số 16. Very few experts agree that the movement of aphids can be considered migration. Ta tìm cái chỗ aphid thôi được rồi. Nó đây nè. Aphid được nhắc đến lần đầu tiên ở cái chỗ này. Thì ở khúc này người ta nói như sau là daily vertical movements of zooplankton can also be considered migration. Và so can the movement of aphids when. Như vậy thì cái ý ở đây tức là chỗ này nè. The movement of aphids is considered by migration. Là đi chỗ này đúng rồi. Tuy nhiên có một cái vấn đề như sau là very few experts. Trong bài này, chính xác là đoạn này không nói là how many people, tức người ta không nói là just one person, two person, or a lot of people. Do đó, câu này về mặt lý thuyết mà nói sẽ là not given. 17. Aphids' journey are affected by changes in the light. Hành vi của tụi nó ảnh hưởng là do cái ánh sáng. Thì đây, mình thấy là become sensitive to the blue light when it's time to take off. Câu này là true. Và câu số 18 như sau, Dingle's aim, mục tiêu của nhân vật Dingle này là gì? Là distinguish between the behaviors, đúng không? Distinguish tức là try to tell the difference. Mình thấy có một cái phần nói về the aim. À, đâu ạ? We'll see his aim in distinguishing for Dingle. Oh, where's that? That part that talks about the focus. Nè, nè. Dingle argues it focuses attention on, chỗ này là the aim nha, what the phenomenon of wildebeest migration shares. Như vậy ở đây, vấn đề là ông này không phải là distinguish mà là just compares. To show how they share with the phenomenon of aphid. Not distinguish, but see the similarities. Do đó, câu này của mình sẽ là false. Câu số 19. Migratory routes are likely to, đáp án như sau. Các bạn sẽ nhìn chỗ này nhé. Likely to do something. Hành trình mà di trú trở nên là như thế nào. Ok. Đây có một vài cái khúc người ta có đề cập đến nội dung này. Chúng ta sẽ nhìn thấy một số cái ý như sau. Thứ nhất, cái khúc này người ta nói là the migration là nó sẽ đi, they resist destruction này, đó là một cái chỗ này nhé. Thứ hai, đâu rồi? Phenomenon. Thứ hai là đây này, the invariance of the migration route. Tức là con đường đi, nó là con đường đi, nó bất biến. It doesn't change. Và khi mình đọc cái khúc này, mình sẽ thấy rằng là con đường đi của động vật mà di trú, nó đi một đường một. One straight route. Như bạn thấy ở đây, nếu như gặp phải những cái gọi là boundaries hay là những cái obstacle gì đó, thì tụi nó sẽ cố gắng, nó chờ, nó vượt qua được. Chứ nó không đi đường khác. So they go for one route. Giờ đó đáp án sẽ là G, follow a straight line. 20.
Animals are likely to. Đáp án của mình là câu câu C. Eat more than they need. Và cụ thể ta có một cái câu nhỏ nhỏ ở đây là birds will fatten themselves with heavy feeding. Rồi, number 21, during migration, animals are unlikely to. Đây, unlikely to tức là tụi nó sẽ không làm gì. Đáp án là câu A, unlikely to be discouraged by difficulties. Và cụ thể ta sẽ thấy ở chỗ này nói rằng, if they can pass through, they are likely to die. Okay? They will not stop. They will just keep on trying to get through. So they are not stopped. Okay, they don't go back. They are not stopped. They will press on. Câu số 21. Arctic terns illustrate migrating animals' ability to ignore distraction. Đáp án là câu E. So this one is E here. Chỗ nào là distraction? Đây này. The Arctic tern resists distraction because it's driven. Okay, that is the key. G. Likely to what? C. And this one is A. Rồi tiếp. Number 23. Đáp án chỗ này rất đơn giản thôi. The pronghorns, chúng ta cần tìm cái con này. They rely on the eyesight and something to avoid predators. Đáp án của mình là đây, the pronghorn này. Eyesight là vision nhé. Vậy thì cái còn lại sẽ là speed. So the key is speed here. Row 24. And the winter home is on time. On the what? Okay. Đây này, the winter home is on the what? Con pronghorn này nó vẫn là đây, they're going somewhere down the mountains and down onto the plains. The winter home is onto the plains. Okay. Rồi. The route between these two areas contain three something. Mình sẽ thấy có một cái chữ three ở đây, là three bottlenecks, rất là đơn giản. And number 26 là corridor hoặc là passageway. Như các bạn sẽ thấy ở trên này, có thể corridor for and there's a passageway here, từ nào cũng được, như nhau. Thank you.